Question 155. Which region of the world has the world's oldest surviving bank as of 2018? A. Iraq. B. Athens, Greece. C. Rome, Italy. D. Siena, Italy. Correct answer is D. Siena, Italy. Câu 155. Nơi nào trên thế giới có ngân hàng tồn tại lâu đời nhất thế giới tính đến năm 2018? A. Iraq. B. Athens, Hy Lạp. C. Rome, Ý. D. Siena, Ý. Câu trả lời đúng là D. Siena,